Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Giấc này cũng chưa chưa buồn buồn bạn ơi. Lội lên giường kiếm gì đó chơi. Nó nói với giấc này mình à, có cái thao nè. Hổng gài lâu lâu cũng thèm ốc mà. Giấc này lên mương giường mò mớ ốc về. Hồi bức xả vô luộc xả. À, lúc này bạn chiến đấu của mình mất rồi nên còn có bạn Ben với bạn Nhão mà. Ủa bạn Phốc mà. Nhắc Nhão nữa buồn nữa. Nhão bữa nó bị gì mà không hiểu nổi luôn, tự nhiên cái giấc chiều thấy nó buồn buồn, chiều tối tối thì cái sáng cái thức dậy đi ra nằm ngay cửa nó ngủm luôn, nó hóp hóp mấy cái nó gụi luôn, nó chắc nó bị bệnh gì quá. Ok, số mạng tới đó cho tới đó bạn ơi, kiếp sau đầu thai hình cái gì đó tốt hơn. Họ giấc này nước cũng cạn mà, chuyện cũ bỏ qua đi. Chuyện buồn bỏ qua đi, tính chuyện mới nè, nhắc hồi buồn nữa. Mấy mương này ốc nhiều lắm. Nước cạn cạn này mò hên hên có tôm luôn không chừng nữa đó. Giờ mời bạn cùng mình xuống mương mò ốc nha. Trời cái này nắng lên nè, xuống mò ấm dữ mà có cái hơi gió hơi lạnh nè nha. Chuyển thôi. Hay là muốn non quá hồi hái mớ gì. Dứt luôn. Dắt này xuống lụm nha. Lạnh. Thấy vậy chứ nước lạnh á. Đổ miếng mít này là nhiều nè, chắc luôn. Là nó ăn á. Chìm hết rồi. Thấy trời nắng cái nước lạnh ghê gớm luôn á. Bự bự không à? Đã. Nước lạnh ghê gớm luôn. Siêu to chà bá luôn à. Hết biết bự rồi. Ê, này bự dữ nè. Mồi vòng vòng chỗ này không cái muốn đủ ăn nữa bạn ơi, mà đủ mình lên mình ăn nha, chứ hai ba người chắc không đủ. Không có muốn non quá hái vàng luôn, sẵn dọn lên hái luôn. Ủ non rồi nè, ghê thiệt chứ. Cái món này về bóp giấm cũng ngon lắm, luộc cũng được, luộc chấm chao hay là bóp giấm. Hay là nấu canh chua, làm dưa, gì cũng ngon chứ. Ngon ghê ha. Cái gì vòng vòng ra mò hoài còn hoài à. Nó chao chao cái mặt nước á. Mấy con chìm với mò dính, mấy con chao chao khó dính lắm.
Ồ bự à, siêu to chà bá luôn. Hết biết rồi, cả này mà ăn cái đã. Cả đó cục thịt chà bá, quất cái ót luôn á. Nó lụm. Hai chú cộm nãy cũ vợ mà đi chơi mà mắc dạy Thảo Quy chép bài các bạn ơi, chút lội lên sau à, nó chút lên mình gì rồi. Khúc này hết rồi đó. Có cây này đó, bạn biết cây này cây gì nè, đâu rồi, đây nè. Cây này cây rau mương mà. Lúc đó nó chỉ bệnh gì mình quên tiêu rồi. Cái lá bự bự cuốn bánh xèo ăn ngon lắm. Ê, đây có ốc bự nè. Nó chao chao kia mặt nước á. Đó. Ủa phải. Nhầm con nó chìm với mò dính đây nè. Chao chao, đụm. Có ốc gì nữa nè. Ốc này giống ốc len ha, dài hòn nè. Con này biết nhiêu ăn cho đủ. Con này thấy gì không có ốc đắng nè. Ốc đắng mò mới ngon, ăn ngon, có hến nè. Kiếm mương trống trống của mình nè. Mò mớ ốc đắng ăn, ốc đắng với luộc ăn ngon. Ê, cái hạt cá gì nè, ê, dính nè. Đâu rồi? Dính. Cái sặc bạn ơi. Lụm mày luôn. Cái nào xạo đó. Lụm hết. Cái gì mò vòng vòng còn hoài à, nó chao. Mình dọn trước đường bạn ơi, cho ốc nó chìm xuống. Chứ không dọn nó chao chao ở trên không à. Quẩy trước cho nó chìm xuống hồi dễ mò. Chứ để mới dọn cái ủi ủi vô cái nó chao chao cái mặt không à, khó mò quá. Bự bự không à. Rồi chỗ này không bắt ra biết nhiêu con nói rồi đó. Đụm. Nó chìm xuống gì dễ mò. Là 2 năm gà muống nè, non ghê luôn. Vô.
Ồ bự. Rồi chết đây. Ổ luôn bạn ơi nè. Đã chưa? 7 con luôn. Một nắm luôn. Dưới mương ba cái bèo tai tượng nó mọc có nhìn đã mà. Bè nào nó chà bá này nuôi cá cảnh cũng đã lắm. Bự ghê, cái tai này bự to nè. Thả vô cái hồ cảnh nha, đúng bài luôn. Xịt thuốc nữa, tươi cơ gối luôn. Nãy giờ mình cũng mò được nhiêu nè. Hơn 2 kg á. Với lại ít ngâm muống, có mang ốc bự ghê luôn á. Nái luôn à. Nè. Hết biết thiệt. Không có ốc đắng. Mấy mương này gông quá khó mò quá. Để hồi qua kiếm cái mương trống trống của mình nè, mò mấy ốc đắng nè, đủ ăn rồi. Nhiều đây cũng nhiều rồi. Được mấy ốc lát nè, ốc lát ít lắm. Ốc lát này ăn ngon lắm. Thịt nó giòn mà nó ngọt. Nó cao bị lớn là nó muốn hết lớn rồi, nó bự hơn xíu nữa. Ốc bu được cỡ này thì đại rồi. Ốc đại rồi. Quá đã. Để kiếm mày vòng vòng mấy trái mít á. Đây nè, chỗ trái mít đây nè. Con này có ốc xiềng luôn á. Nó ba mình cho nó ăn mít không, ốc này ăn chắc thơm lắm, thơm mít.
mít trên vườn trồng nhóc đó, ba mít mà thuộc dạng mà mít sơ đen hay là mít sượng rồi đó, cái mình chặt ra để chín chặt ra dục xuống cái này màu lớn lắm. Con bự à, chỗ này phải còn nữa trốn rồi, chỉ có con một ta hai con nữa nè, cái này ăn được rồi. Đúng. Ba con hả ta, chiếm thêm con nữa coi, còn còn cũng còn mà ốc nhỏ 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 còn. Kiếm mấy con bự mới đã, nhỏ nhỏ để cho nó bự, có cái tai bèo nó bự rồi nè, hết biết thì chứ thằng tai luôn á, bèo siêu to. Chỗ này thấy có mấy ốc đắng mà cái lòng tông cũng nhiều nữa cơ, xuống lụm bậy nó dài nắm ốc đắng về ăn ngon. Nắm rồi nè, con bự rồi, ốc bự là hết biết rồi. Được, có ốc bu siêu bu luôn, ốc bu siêu nái luôn, chà bá lửa luôn nè, bự nửa bàn tay luôn á, hết biết rồi. Con này cục thịt chà bá luôn, chắc thịt có gạch luôn, vàng vàng này. Nãy giờ mình đi lạng lạng vườn mà mưa mình lúc này lục bình với gông quá, cái nó không có chỗ nào trống mà ốc đắng được trơn bạn ơi, mò được có mớ à, được mấy ốc đắng này ngon nè, bự. Với lại làm như mùa này không có ốc đắng hay sao á, nhiều này cũng đủ ăn rồi thôi gì à. Gió nãy giờ cũng lạnh quéo queo rồi đó, nhiều đây dư ăn rồi, mới có muốn non ghê luôn, hái là ăn non xèo luôn á. Quá đã, hơn 2 kg, 3 kg được luôn, 2 mấy 3 kg. Nhiều đây luộc hai năm xả vô, luộc lên là ấm hỉnh nè, làm mắm xả cay cay ớt đồ vô ha, sướng 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 luôn. Bự, ốc bự luôn, nhỏ nhỏ không có bắt đó, mấy con này mà nướng tiêu ha, tiêu xanh đã bự. Tiên ăn không, ăn gì ốc hả? Rồi giờ đem vô cái mình ngâm ớt bạn ơi, ngâm ớt cái chiều chiều mình luộc. Còn bạn có nước cơm vo bạn ngâm cũng được, nước cơm vo ngâm để qua đêm, ớt thì mình chơi liền, chứ để qua đêm khi nó ngủm á. Nhắc này đem vô để nước cho đầy đầy cái ngâm miếng ớt đi, cái chiều cho nhả màu là mình dứt được rồi. Với lại ốc mình ăn mít chứ ăn cái ruột đó chứ không thơm mà. Đây mình mới sắc vô mấy cái ớt bằng này, cho nướng nó cay cay đó, cái nó hả miệng cho nó nhả mồi. Rồi mình đẩy kính lên, đẩy kính là khoảng chừng 2-3 tiếng vậy đó, cho con ốc nó hả miệng nó bò nha, chứ đừng có ngâm ớt mình quậy nó hoài nó không có hả miệng được, nó đâu nhả mồi được. Rồi chờ đợi thôi, ốc sớm giờ mình ngâm mà. Giấc này mình bắt đầu thiết kế một nồi ốc luộc xả, xả với lại ớt với lại tiêu nêm nếm sẵn trống trơn rồi đó. Có bỏ muỗng đường, ít xả nhiều càng tốt, nhiều ngon thơm, ít tiêu với lại ít hạt nêm, ít muối, cho ít nước lạnh vô nữa, ít nước thôi, tại cái ốc này hồi nó ra nước lắm nên bỏ ít nước thôi, nó nhiều ngon.
nhiều nước quá nó không có thấm. Nhìn hấp dẫn không? Mấy con bự thì mình chặt cái đít đó, đằng nữa mình lấy cái ruột ra mình ăn cho nó ngon. Còn mấy con nhỏ thì khỏi chặt đít. Nhìn hấp dẫn nha. Món này là cũng thuộc dạng đặc sản miền Tây chơi đâu. Ốc luộc xả. Khui hàng. Ủa. Thơm. Thơm cái mùi xả nghe đã lắm. Quá đã rồi. Nãy anh chế có một xíu nước mà ốc mà không thấy ra nước lắm chưa. Ốc chưa luộc ra nước chứ lắm. Chạy em để nước cho nó hơi ngập ngập ốc rồi mình lại nấu. Ốc này thì nó mau chín, mang nước sôi là nó chín rồi. Nhưng mà mình nấu cho hơi lâu lâu xíu cho nó thấm vô. Thêm ít lắc gừng vô nữa cho nó ngon. Đậm đà. Nấu chín rồi mình nấu thêm lâu lâu xíu nữa cho cái nước đó, nước nó súp thấm vô cái thịt ốc luôn ăn nó ngon. Quá đã. Con này bự rồi bằng cái giá luôn. Rồi, tiếp tục đẩy lại bạn ơi. Đợi xíu nữa đi. Nước chấm. Xả ớt, muối xả ớt. Muối với xả với ớt với lại đường. Ngọt ngọt mặn mặn cay, thơm. Này cấp độ cay. Còn cấp độ bên đây là cay nhẹ xíu. Đó. Nước trong ve luôn. Chanh ớt xả đường. Đường ớt xả chanh. Hay là các bạn chấm muối tiêu chanh cũng được. Hay là muối ớt cũng được. Này mình làm nước mắm xả. Muối xả chứ không phải mắm xả. Này mình làm bằng muối chứ không phải nước mắm. Ngọt ha. Mặn mặn ngọt ngọt cay cay thơm thơm. Thứ nào chịu nổi. Nãy giờ mình nấu cũng cỡ 5-10 phút rồi bạn ơi. Tắt bếp nha. Lụm được rồi đó, chín mùi rồi. Xả nó ra nước nó thơm mềm lắm, cái này hút nước cũng khuê nữa. Đặt miếng ra thử vừa ăn. Nó đã. Hút nước này ghiền luôn á, ngọt ngọt mà nó cay cay mà nó thơm, mà nói chung là cái nó đã thì hút nước này ngon ăn ốc nữa. Làm thêm giá nữa kìa. Nước tiêu á. Tiêu ớt. À, xuống. À, quá đã. À, ngon. Rồi, lụm bạn ơi. Lụm, 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 lụm. Hèm rồi, hèm rồi. Nóng nóng ăn mới ngon. Lụm bạn ơi, ốc luộc. Này mình ăn không nó mới ngon chứ dọn nó ăn cơm không ngon. Đó, quá đã. Mình thử thức ốc trước đi. Ốc luộc hôm nào có ốc nhỏ, ốc bự lụm chân nè. Luộc, tôi luộc ngon lắm không? Cái. Có cây kim trong cái thau kìa. À, này là ít cay nè. Này là siêu cay nè. Cái nào không có. Cái nào mắm ớt. Mắm ớt cũng cay. Mắm ớt hả? Mắm ớt nhà kia mà lấy. Húp miếng nước nữa bạn ơi. Thấp nước ghiền luôn á, phải chơi á. Có ghiền. Ngon. Ốc trắng mà. Sao vậy ra? Thêm mắm ớt cho nó kìa em. Nó chấm mắm ớt rồi. Ốc trắng nè. Chấp tiên ăn lên á. Không. Ăn lên đi. Ăn lên đi. Nổi sao không nổi. Rồi vô lụm bạn ơi. Lụm. Dạ, 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 nhưng đấy.
Con này nè. Con rớt ruột luôn rồi tiên. Dạ. Luôn. Có cái này là nước có cái. Làm con siêu to luôn tiên này. Ốc thịt nó coi nè, tới thịt luôn rồi nè, bự rồi nè, thịt nó thịt chà bá lửa luôn, mập quá xa ngon luôn bạn ơi, thịt nó nè, trời ơi đã. Làm con này cái nút cái ốp luôn à. Con bự gì vậy? Bự ăn con bự. Con nội là ăn bự á. Nút cái ốp thiệt. Ốp luôn cắn đứt luôn á. Đây. Cái gì chứ mềm? Không. Nhai đứt. Nó không có dài lắm. Cho vô đây múc gì nó mới đã nè, có ớt, có hạt sả luôn. Sả còn bự bự nè, ăn giòn ngon. Lâu lâu luộc ốc ăn lại ngon. Ngọt đắng bự rồi. Thank you.
nước dừa hay gì? Nước nước cũng lạnh. Nước lạnh cũng ngọt cái gì đó. Bỏ đường. Đắng rồi. Mấy ông đắng này ấm nhôm. Đắng mà nhìn trống. Nhìn trống nó ngỏ bỏ một bình luôn đâu có. Ta bán là ốc mà thứ dưới xứ mà như như ngoài đó. Nước nó sình 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 vậy đó. Mà chợ nó nóng nó nóng chắc tàu dừa nó vớt nó bóc nóng ở mình ở thứ rác nó nhận chỗ cái vùng nào nữa nó đặt như mười đặt như mười hai cửa một đó nóng quá như Hảo đó nó bắn nhóc luôn á à nó cài xì mỡ luôn. Tắn mấy con hít hà xì 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 mồ hôi đầu luôn à. Cài mà đã ngon. Tuyệt vời mặt trời luôn. No. Tắn mấy ốc vô sức mồ hôi đầu luôn bạn ơi. Cài mà đã nóng nữa. Cài ớt cài tiêu nữa. Sướng. Lâu lâu làm nồi dứt đã thiệt. Cái này hai hàm tê dân mỏ mồng lưỡi vậy tê bấy sấy vậy. Sướng 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 luôn. Tiên ăn ít xịu, tiên dễ ẹt. Ăn nhiều mới có canxi, mới khỏe mới đi bắt ốc được. Rồi thôi chứ mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn ngày mới may mắn.